rễ đa. Hôm ấy, tập thể dục xong, bắt hồ đi dạo trong vườn. Đến gần cây đa, thấy khúc rễ phụ nằm trên mặt đất. Chắc là trận gió đêm qua làm nó rơi xuống. Bác đưa khúc rễ cho chú cần vụ và bảo. Chú trồng cho nó mọc tiếp. Theo lời bác, chú cần vụ xới đất, vùi khúc rễ xuống. Bác nhìn rồi bảo. Chú nên làm thế này bắt cuộn khúc rễ thành vòng tròn bảo chú cần vụ buộc nó tựa vào hai cái cọc vùi hai đầu rễ xuống đất chú cần vụ hỏi thưa bác làm thế để làm gì ạ à? bác khẽ cười rồi chú sẽ biết rễ bén đất nảy chồi đâm lá vài năm sau thành cây đa nhỏ có vòng lá tròn thiếu nhi vào thăm vườn bác bạn nào cũng thích chơi cho chui qua vòng lá ấy bấy giờ mọi người mới hiểu vì sao bác cho trồng chiếc rễ đa thành hình tròn